Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Mình làm thế nào để get more things done trên ghế trường đại học của tác giả Minh Hoàng đang trên Spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Đây là bài đầu tiên mình thử thách với việc viết lách, nên sẽ rất vui nếu nhận được feedback từ mọi người. Năm 2, học kỳ 1, câu lạc bộ mình tổ chức sự kiện và mình giao deadline cho hai leaders là trong một tuần phải hoàn thành kế hoạch truyền thông. Deadline rất thoáng vì nghĩ như vậy thì bọn nó có thể phân bố thời gian một cách thoải mái để làm việc. Nhưng mỗi ngày, bọn nó chỉ làm chút ít rồi tới trước deadline 3 ngày mới dùng sức vào làm. Mình cho những đứa leaders sau này đúng 3 ngày để làm công việc. Chất lượng kết quả vẫn tốt như khi giao một tuần, đôi khi còn tốt hơn. Trong cùng khoảng thời gian này, mình học môn sức bền vật liệu. Môn học này rất chua, nên mình thấy phải học môn này cho tốt. Sau mỗi thứ ba học môn đó, mình đặt deadline vào chủ nhật phải hoàn thành bài tập. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ thứ ba tới thứ bảy được dùng hoàn thành 30% số lượng bài tập, rồi dùng 70% còn lại cho ngày chủ nhật. Sau đó, mình chọn tối thứ tư là deadline. Kết quả vẫn hoàn tất được đóng bài tập. Parkinson's Law từ cuốn 4-Hour Work Week. Ý tưởng là công việc sẽ dàn trải ra đúng với deadline mà mình đặt ra. Nếu cho deadline là 1 ngày để hoàn thành bài viết này, mình sẽ mất 1 ngày để viết xong. Nếu chỉ cho 3 giờ, mình có thể viết xong trong 3 giờ. Đương nhiên, deadline đó cũng không được ngắn một cách bất khả thi, nhưng ta luôn có thể thử giới hạn của bản thân. 2. Batching Accumulation từ cuốn 4-Hour Work Week. Năm 2 đại học, mỗi ngày mình đều kiểm mail đối tác vì làm trong ban truyền thông, rồi đọc tin tức, lướt mạng xã hội, đọc manga. Đây là những hành động làm nhiễu suy nghĩ làm việc của mình, nên mình gom chúng lại, tích lũy chúng vào một thời điểm trong ngày, tuần hoặc là tháng. Lý do là khi ta chuyển sự chú ý tới các việc này thì đều phải điều chỉnh lại bộ não khoảng 30 phút để vào trạng thái làm việc, nên chúng ta mất nhiều thời gian hơn ta tưởng. Một số áp dụng khác, mình đăng ký newsletter qua mail và chúng sẽ được gửi tới vào các ngày trong tuần. Mình sẽ gom lại và chỉ đọc vào tối thứ bảy và chủ nhật. Mình chỉ kiểm mail vào mỗi trưa thứ hai và chiều thứ sáu, tức là đầu tuần và cuối tuần là đủ. Chỉ đọc manga vào sáng thứ năm vì hôm đó là định kỳ ra bộ mình thích nhất. Những bộ khác có thể dành đọc vào thứ năm. Mình hạn chế dùng thời gian đọc tin tức, nên khi nào đi uống với bạn bè cuối tuần, mình có thể hỏi tuần này có vụ gì hot không? Mọi người sẽ như tình báo thu thập thông tin cho bạn vậy, không cần phải coi quá nhiều tin tức để theo kịp thế giới. Hơn nữa, sẽ thêm chủ đề nói chuyện thay vì cắm mặt vào điện thoại. Mỗi tháng mình sẽ đánh giá lại về những việc mà mình cần batching, điều chỉnh lại hoặc để quản lý lại thời gian của mình, chứ không cần thiết là mỗi ngày hoặc mỗi tuần. 3. Trước khi ngồi vào bàn học, mình sẽ chuẩn bị mọi thứ như trà, bánh, gấp quần áo, sắp xếp khu vực học. Cũng như đã nói ở batching, những việc nhỏ nhặt này sẽ làm gián đoạn suy nghĩ, nên mình cố gắng không phải đứng lên làm chuyện khác khi đang học, vì mỗi lần đứng lên là cơ hội cho yếu tố sao nhãng xảy ra. 2 minutes and 5 minute rules từ cuốn Atomic Habits. Tất cả công việc tiêu tốn của bạn 2 phút hay 5 phút thì hãy giải quyết nó ngay lập tức trước khi ngồi vào bàn làm việc. 4. Mình rất thích nghe podcast vì ngồi một chỗ cũng nghe đủ các câu chuyện và kiến thức khắp thế gian. Podcast yêu thích của mình là Oddly Normal, MED, Big Tuck, Have a Sip, những câu chuyện làm ngành, Mark Manson. Nhưng một tập thì vào khoảng 30-60 phút, ngồi nghe thôi thì không đáng. Overlapping. Ta có thể ghi đè một thói quen này lên một thói quen khác. Nghe podcast trên bus khi đến trường, khi đi bộ hay làm việc nhà. Kiểm tra Messenger, Facebook trên bus. Các khoảng nghỉ trong thời gian học, thay vì lướt Facebook thì viết xuống những ideas nghĩ ra trong lúc đó. Ta cũng có thể áp dụng bằng việc phối hợp các phương pháp này lại, như tích lũy các môn học, công việc có tính liên quan với nhau lại trong một ngày để hoàn thành luôn một thể. Ví dụ là mình sẽ gộp môn, sức bền vật liệu và phân tích kết cấu chung vì đều dùng công thức và tính toán giống nhau, hoặc gộp công việc thiết kế ấn phẩm cho sự kiện và lên giáo trình training thiết kế cho thành viên trong câu lạc bộ. Những điều này đã giúp mình hoàn thành tốt việc học, công việc câu lạc bộ mà vẫn có thể học thêm các kỹ năng mới, dành thời gian cho các mối quan hệ xung quanh. Hy vọng là các bạn thích những chia sẻ của tác giả trong video vừa rồi. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm.
Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.